Xin chào mọi người đến với kênh của Út Toàn Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm trà sữa truyền thống ở nhà làm nha các bạn. Thì trà sữa của mình mua trà của Phúc Long hết. Đây là trà đen của Phúc Long. Thì mình mua cái gói lớn này 500 g, nhưng mà mình làm là khoảng 150-200 g thôi, không có làm hết ha. Trà đen này uống rất là thơm luôn. Mình chiên để nấu trà sữa đó các bạn, hoặc là mình để uống bình thường cũng được. Rồi bên cạnh đó thì mình nấu thì mình còn phải có kèm theo sữa hen. Ở đây mình còn hơn nữa hộp sữa của Star nè, hộp sữa Ngôi Sao Phương Nam á. Với lại mình làm không có phải mình làm bột béo, như bột béo cho người ta, hoặc là sữa béo, mình làm bằng TH Trumil, bằng sữa tươi luôn cũng được ha, không có gì hết. Mọi người có cái gì thì làm cái đó. Còn cái bột năng này để mình do duyên mình làm trân châu á các bạn, mà mình làm trân châu đáng lý mình làm với cacao, nhưng mà ở nhà mình còn G7 nè, thì mình làm G7 cũng được ha, cà phê cũng được. Rồi cái này là rau câu dẻo, bột rau câu dẻo thì mình làm thạch đó, làm thạch đó các bạn. Rồi đây là những cái nguyên liệu để mình làm trà sữa truyền thống ngày hôm nay ha. Bây giờ mời mọi người vô bếp chế biến với mình nha. Rồi bây giờ mình có cái nồi nước sôi hen các bạn, thì mình đã nấu sôi lên rồi hen. Trong cái nồi này thì mình nấu 1,8 lít nước nha. Mình đáng lý mình nấu 2 lít nước, nhưng mà 1,8 lít thôi, để mình chừa ra hai hai phân đó để mình làm sữa tươi. Một hồi sữa tươi á chẳng 2 lít luôn, thì coi như là 2 lít cũng được nha mọi người. Thì ở đây mình có gần 200 g trà ha, thì mình bỏ trà vô mình ủ luôn nha. Đó, rồi bắt đầu mình khuấy đều lên nha mọi người. Mình mới vừa bỏ trà vô thôi là nó đã thơm rồi ha. Bây giờ mình ủ trong vòng 20 phút đến 30 phút. Các bạn ủ càng lâu thì nó càng thơm thôi, chứ không có gì hết nha. Đó, mọi người thấy không? Quá thơm luôn. Bây giờ mình làm rau câu nha các bạn. Thì bây giờ mình chế vô đây là khoảng 200 g đường ha. Khoảng 4 muỗng đường, với lại một cái bịch rau câu dẻo 100 g nè các bạn. Rồi bây giờ mình khuấy đều đường với bột rau câu nên cho nó hòa tan với nhau, một hồi mình đưa lên bếp mình nấu nha các bạn. Rồi bây giờ mình là làm trân châu nha các bạn. Trân châu thì mình làm ở đây khoảng, ở đây là 400 g bột năng hen, thì mình làm khoảng 150 g thôi, tại nhiều quá mình ăn cũng không hết ha. Rồi 150 g này thì mình sẽ làm trân châu này mình làm bằng cacao hoặc là bằng cà phê đen cũng được nha các bạn. Mình bỏ vô G7 nè. Đó, cái bột này cũng giống như bột cacao vậy thôi, có gì đâu khác. Mình bỏ 2 bịch đi, mình thấy ít quá, mình bỏ 2 bịch đi cho nó đậm đà ha. Thôi, mà mình muốn màu lợt lợt thôi, khỏi đậm quá. Rồi bây giờ mình trộn đều lên nha các bạn. Cho miếng nó đi, thấy nó lợt quá. Thôi cho hết luôn. Rồi. Bây giờ mình cho nước sôi vô từ từ, mình khuấy cái bột năng này nha các bạn. Từ từ thôi nha, đừng đừng cho nhanh quá. Đó, các bạn làm vậy nè, từ từ cho đến khi nào cái cục bột của mình nó thành một khối luôn ha, thì mình lúc đó mình mới nắn nha. Đó đó, bây giờ cái cục bột năng của mình nó thành một khối rồi đó, mà nó đang rất là nóng nha các bạn. Các bạn phải làm đều tay nha. Ồ, lại thành cái cục bột như vậy nha mọi người. Thì bây giờ mình xắt ra nha, mình xắt cái cục này ra để mình nặn cái viên trân châu á, mình xắt ra là mấy cũng được ha, nó còn dính quá nè mọi người. Khi mình nặn á thì bây giờ mình cho thêm bột năng vô nha các bạn. Đó, trong lúc mình nặn nè, cái hộp trân châu này nó hơi bự một chút nè mọi người, nhỏ lại một chút nữa nha. Đó, nhỏ nhỏ vậy là được rồi.
để bây giờ mình thoa bột năng lên đây đi, rồi bắt đầu mình sắc ra cho nó nhỏ 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 nhỏ, mình dễ sắc hơn. Đó. Đó, vậy cái mình làm dài dài vậy nè. Mình sắc ra viên nhỏ 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 mình dễ xe hơn. Làm trân châu cũng kỳ công lắm á. Dài dài ra thêm chút nữa. Bắt đầu mình sắc viên ra, hồi mình giò tròn lại nó dễ hơn. Đó, vậy đó các bạn. Các bạn thấy dễ không? Rồi bắt đầu mình nắn nha. Trong lúc mình nắn thì mình thoa lên cái tay của mình bột năng nè, để cho mình dễ nắn ha. Rồi xong. Thấy chưa? Rồi vậy nha mọi người. Bây giờ mình phải phụ kêu thợ phụ rồi các bạn ơi. Nắn mấy cái viên trân châu này nó lâu dữ lắm. Mình phải cần có thợ phụ rồi, bây giờ mình sắc nhuyễn nhuyễn ra rồi có thợ vô nha. Đây là hậu trường cái buổi làm việc của mình nha. Thời gian ủ trà của mình cũng đã hết rồi ha mọi người, hơn 20 phút rồi. Thì bây giờ trà cũng ra rồi, bây giờ mình lược lại nha. Mình bỏ vô son mình lược lại. Đó, cái trà của mình ra đậm đen luôn các bạn. Mà nó rất là thơm luôn. Các bạn ủ theo cái kiểu này á, thì trà nó mới ra hết rồi, nó mới ngon cái trà của mình nha. Rồi bây giờ mình bắt cái son nước lên. Bây giờ mình nấu rau câu nha các bạn. Đường với rau câu mình đã trộn đều ha. Rồi bây giờ mình khuấy đều nha. Để cho rau câu nó tan đều hết. Rồi sau khi mà cái này nó đã tan đều ha, thì mình sẽ chế trà vô. Chế khoảng 2 muỗng trà nha các bạn. Để nó nên tạo ra cái màu thạch 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 trà đó. Đó. Rồi vậy bắt các bạn khuấy đều lên nữa là mình nhấc bếp xuống được rồi nha. Rồi bây giờ mình múc ra cái tô này mình để, cái thố này mình để nha. Trời ơi, mình múc lâu quá ha. Múc lâu quá thôi mình chế vô luôn đi. Mình chế vô luôn. Đó, mình chế cho nó lẹ chứ không thôi nó đang nó đạo nó đạo nó đặt hết chứ quên. Đó. Rồi, mình cái này mình chỉ hớt bọt ra nữa là xong nha mọi người. Mình để yên cho nó khoảng chừng 10 phút là mình có cái thạch ha, để cho nó nguội luôn á. Rồi, trà này thì mình đổ hết hơn nửa cái hộp sữa này vô luôn nha tất cả các bạn. Ồ, trà nó dậy mùi lên thơm quá. Trời. Rồi đó, vậy là vừa rồi đó. Ở nhà mình uống thì các bạn muốn bỏ đường bỏ, không muốn bỏ cũng được nha. Các bạn cảm thấy gì nó vừa ngọt là được. Đừng có để nó ngọt quá nha các bạn. Rồi hen, bây giờ mình bỏ bỏ thêm 3 hũ sữa tươi vô nữa nha. Hát trung miêu nè các bạn. Ô, 3 bịch chứ. Rồi bây giờ mình khuấy đều lên nha. Rồi bây giờ các bạn nêm nếm đi. Nếu mà ngọt ngọt đủ ngọt rồi thôi. Nếu mà chưa ngọt nữa thì mình bỏ thêm đường ha. Mình muốn ngọt bao nhiêu thì mình bỏ bấy nhiêu. Nữa thì bây giờ mình bỏ vô cái nước đá nha các bạn. Để cho mình ủ ha. Mình ủ nước đá gì nè. Cho nó lạnh cái trà của mình. Thì một hồi cái trà của mình nó mới ngon nha. Mình đậy nắp lại ha. Mình ủ trong vòng 30 phút nha. Rồi ở đây mình đã nắn thành mấy cái viên trân châu rồi hả các bạn. Bây giờ mình bỏ vô nồi nước sôi mình luộc nó nha. Mình luộc khoảng khoảng 20 phút nha các bạn. Trong lúc mình luộc có mình khuấy là đều tay lên vậy nha.
Khi nào mà những cái hột trân châu á, khi mình luộc nó sẽ nổi lên mặt trên ha, một hồi chừng nào nó chìm xuống dưới nước, dưới á là nó chín nha các bạn, nhớ cái đó ha. À, bây giờ cái hạt trân châu mình nó cũng đã chín rồi các bạn, thì bây giờ mình vớt ra cái nước lạnh nha, mình vớt để cho nó, cái mấy cái hột này nó đừng có dính với nhau. Mà mình thấy nó gì đâu có đặc sệt hết trơn này. Cái này là chân trâu khổng lồ hay gì á. Đây, nước ngâm nước lạnh lặn hồi nó tan rã ra hết à. Đó đây nè, nó rã nó rời rời ra rồi nè. Mình bắt cái son lên nha nha mọi người. Thì bây giờ mình cho đường nâu vô. Đường nâu thì mình làm một một giá đường nâu nha. Đó, vậy đó, với một chút xíu nước vô, khoảng một giá nước luôn, để cho đường nó chảy ra ha. Khuấy cho đều tay để cho đường nó chảy ra nha các bạn. Bây giờ mình nấu sao cho đường với nước nó sệt sệt lại là rồi mình hãy bỏ trân châu giờ mới nãy mình để vô nha các bạn. Rồi sau khi nước đường mình nó chảy ra thấy mọi người, thì mình tắt bếp nha, rồi bắt đầu mình vớt cái những cái hạt trân châu của mình ngâm ở trong nước lạnh nè, mình chế vô chứ mình đừng có nấu nha các bạn, mình chỉ trộn thôi nha, để cho những cái hạt trân châu này nó thấm vô đường á. Rồi bắt đầu mình trộn đều mấy cái này lên. Rồi bây giờ mình trút ra tô nha các bạn. Đây mình đã có trân châu rồi nè. Cái thạch sau khi mình bỏ tủ 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 đá các bạn thì nó cũng đã trong lại hen. Bây giờ mình sắt ở trên này luôn nha. Mình sắt ở trong này luôn, mình sắt thành nhỏ 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 các bạn. Giống như là hột lựu vậy đó. Hả? Cái thạch trà này á, mình kèm theo với lại cái trân châu á, là đúng bài luôn nha. Nó ngon mà nó hợp mà nó đẹp nữa. Rồi nha các bạn. Trộn lên, trộn đều. Hình như nó bự quá hả? Ừ, chắc đâu nữa. Phải cắt đôi nữa chứ hả? Chết cha, nãy phải tí giờ cắt đôi, giờ cắt vậy luôn hả? Thôi là Thôi được rồi, được rồi. Cả lỡ rồi mình cắt luôn. Cắt miễn sao nó cũng trộn lên cho nó đều, nó nhuyễn thì ngon chứ có gì đâu. Rồi, rồi bây giờ mình có cái ly hả mọi người, ở nhà mình còn cái ly Katinat nữa, mình để dành á. Cái bắt đầu bây giờ mình cho một miếng này vô nha, ít thôi ha. Rồi bây giờ mình cho cái thạch này vô luôn, rồi mình múc trà sữa vô. Cái này mới đúng là nhà làm nè mọi người. Rồi bây giờ mình cho đá vô nha mọi người. Cho ít đá thôi để cho nó lạnh 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 uống. Rồi mời mọi người thưởng thức với mình nha. Đây là ly trà sữa nhà làm nha. À, mình mời mọi người uống với mình nha. Mình đã làm xong cái trà sữa trân châu nhà làm, trân châu nhà nặng này. Ủa trà sữa nhà làm trân châu nhà nặng. Trời ơi, nó thơm mùi trà. Mình mới mua được cái bánh red hot nữa nè các bạn. Cái này mà ăn chung với trà thì còn gì bằng. Thôi ôi, mọi người biết sao không? Mình làm vừa ngọt á, cái nào cũng vừa hết, cái không có cái nào mà ngọt hơn cái nào hết. Đâm ra mình uống mình giữ được cái mùi trà rất là ngon luôn. Thôi mọi người ở nhà làm thử đi, mình đảm bảo sẽ ngon.
đặc biệt do cái trà Phúc Long á, cái trà đen này nè, nó làm cho mà cái trà sữa của mình nó đậm lắm. Nếu như mình không bỏ đá nó càng ngon hơn nữa ha, nó càng thơm hơn nữa, bỏ đá là nó lạc hơn một chút xíu rồi đó. Gò cầu cũng dai ha, dai mà ngọt vừa phải, nó không ngọt. Quá đã luôn. Lần đầu tiên mà em làm trà sữa này á mọi người, cái này mà em đấu với mấy chị trà sữa là vô mánh luôn á. nhưng mà để cái này là em làm để ở nhà em uống, còn nếu mà em làm bán á thì em sẽ làm bột béo, sữa bột béo á, để cho nó béo hơn nữa, chứ cái này nó còn chưa béo á nha. Nhưng mà nó vừa ha, nó vừa, nó thơm, quan trọng là nó thơm. Mọi người thấy em muốn không? Em muốn mua hết, gần hết liền luôn á. Uống đã quá mà uống đâu có ngại miệng đâu. Còn mua trà sữa ở ngoài về á, nó mình đâu có biết người ta khuấy cái gì trong đó, nhưng mà mình cũng uống à, uống láng hết rồi. Ôi cái bánh này nó có chi á, nó béo cực kỳ luôn, kết hợp với trà sữa. Mọi người thấy em làm có dễ không? Đâu có gì đâu khó, vừa thạch vừa chân trâu luôn. Cái chân trâu này á nha, nó hơi bấy á. tại vì đúng là nhà nặng luôn, nó không đều, hộp nào hộp nấy gì mà nó bự, hộp nhỏ mà có những hộp tè le luôn, cho nên nhưng mà nó dai, nó vừa ngọt, nó không ngọt mà nó thơm mùi trà lắm. Tại em làm bằng cái nước trà đó, em chiết ra luôn rồi cái em đổ vô rau câu luôn á, cho nên khi ăn nó thơm dữ lắm. Các bạn nên làm thạch trà đó, hoặc là thạch cà phê nha, cà phê mà đừng có bỏ đường, thạch cà phê cũng ngon, cũng thơm lắm. Nhưng mà tại vì mình sẵn có trà đó rồi mình làm luôn. Cái này á, tại em bỏ đá rồi nó hơi lạc một chút, tại vì em làm vừa phải á các bạn và mọi người, cho nên khi mọi người mà muốn uống ngon á, mình chế vô cái chai á, cái chai mũ cũng được, chai miễn cũng được, chai nhựa cũng được, mình bỏ vô tủ lạnh thì khi nó lạnh lại á, nó kết tủa lại cái đường á, chắc vậy á, mình nghĩ vậy á, thì nó sẽ ngọt hơn á. Còn cái này mình bỏ đá rồi đâm ra nó tan nước á mọi người, cho nên nó hơi nhạt một chút xíu, nhưng mà nó vẫn thơm và cũng còn độ ngọt nha. Quăng. Mới nãy em cắt cái thạch nè các bạn. Là nó đâu có đều đâu, mà em cắt túa là xua luôn. Còn mình cắt từ lưa hết thì đâm ra nó vậy nè. Nhưng mà cũng không sao, mình ăn mà. Lần đầu mình làm mà thành công vậy ok ha. Ngon lắm ha. Không có bị chép, ừ. Không có bị méo. Người nấu cà sữa chắc nó ra ngọt ngay. Ngọt ngay à, uống không được, mình phải liều lượng, mình phải vừa đủ thì nó ngon hả? Trà dởm, trà không ngon. Có thể, chính xác là phải trà Phúc Long thì mới ngon ha. Ừ, phải trà đen Phúc Long thì mới ngon hả? Thì mình đâu có quảng cáo, mình không có quảng cáo cho Phúc Long đâu nha. Tại vì nhưng mà cũng có nhiều anh chị làm trà Phúc Long lắm á, quay lên mạng á mình coi á, cũng có nhiều anh chị làm trà Phúc Long lắm, thì mình cũng làm trà Phúc Long luôn, mình nói làm trà Phúc Long, tại mình là một fan của trà Phúc Long mà, fan cuồng luôn mà, ngày nào mình cũng muốn á. Ở đây em có bánh cam chiên, mấy bánh cam mini á, chút không à. Ở trong nó là nhân đậu xanh á, nó thơm dữ lắm mà ngon dễ sợ. Mà hồi đó mình ăn cái bánh cam á ở dưới quê á,
Không có như vậy, nó có một cái lớp đường ở trên nữa, nó ngọt ngay à, nhưng mà mình ăn rất là ngon luôn. Hồi đó bây giờ thì mình ăn cũng ngon nhưng mà mình phải nhỏ nhỏ thì nha, nếu mà cái tổ bà chản là ăn không hết à. Ngon quá. Thôi, mình ngồi về uống giống như ngồi trong quán vậy ha các bạn. Thôi, ôi, ly trà sữa nó ngon khủng khiếp luôn. Ở ngoài bán đâu có được nhiều vậy. Thí dụ người ta làm có khúc vậy này rồi người ta bỏ đá vô, mà ta làm thiệt là ngọt luôn, với lại sữa béo á, đâm ra mình uống nó béo mà nó đã dữ lắm. Còn ở nhà mình á thì mình chế đầy luôn, tại mình làm sữa tươi á các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thể làm sữa béo cũng được nha, bột béo cũng được nha, chứ không phải là không. Nhưng mà ở nhà mình làm thì mình chế đầy vô đây luôn à, rồi mình bỏ nước đá vô, đâm ra nó hơi nhạt, nhưng mà mình uống thơm ngon lắm. Nó cũng tốt cho sức khỏe. À. Vậy là món trà sữa ngày hôm nay mình cũng đã hoàn thành hết mọi người. Mình ăn uống rất là ngon luôn. Mọi người cứ làm theo mình đi, mình chắc chắn sẽ thành công á. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Các bạn cho mình một nút đăng ký, mình cảm ơn rất là nhiều ha. Hẹn gặp lại vào clip sau. Bye bye.